Mấy ngày hôm nay, cứ mỗi lần ra thăm vườn, chị Nguyễn Thị Hằng như ngồi trên đống lửa khi thấy sầu riêng có hiện tượng rụng trái bất thường với tỷ lệ khá nhiều. Chị Hằng cho biết, cũng như mọi năm, quá trình chăm sóc vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và đã phun thuốc phòng bệnh. Nhưng năm nay không hiểu vì sao, thời điểm này khi trái đã được 20 đến 30 ngày tuổi lại bị rụng nhiều như vậy. Tự nhiên 3-4 ngày nay rụng quả quá trời, mà quả cứ to bằng quả trứng ngỗng rồi, quả trứng vịt rồi, có khi quả bằng nắm tay này rồi, mà tự nhiên rụng la liệt gốc. Sáng ngày ra vườn mà thấy rụng nhiều quá mà tụt cả huyết áp à. Với lại năm nay là chúng tôi có khả năng là sản lượng là đạt chỉ bằng nửa mọi năm thôi ạ. Nóng ruột, lo lắng xuất sầu riêng năm nay giảm mạnh cũng là tâm lý hiện nay của nhiều nông dân khác trên địa bàn huyện Chư Pả. Tỷ lệ ra hoa đậu trái cũng nhiều, nhưng mà do thời tiết tới bữa nay là nó nóng hay là gì đó thì nó rụng, bà con là kêu, thấy bà con kêu rất nhiều. Bản thân nhà tôi thì cũng rụng rất nhiều. Qua nay là vào vườn thì suốt ruột lên. Năng suất thì tôi nghĩ năm nay chắc cũng không bằng mọi năm được. Năm nay chắc giảm tỷ lệ chắc phải giảm tầm hơn một nửa đấy, 60%. Hiện nay là tôi có vườn sầu riêng là nó ra hoa thì nó đậu trái cũng nhiều lắm. Nhưng mà thực tế là cũng chăm sóc bình thường như mọi năm, nhưng mà bây giờ nó rụng kinh lắm. Được biết, hiện tượng rụng trái nhiều một cách bất thường cũng đang xảy ra ở một số vùng trồng sầu riêng khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong khi đang lo lắng năng suất sầu riêng năm nay giảm đáng kể, thì mấy ngày qua, sầu riêng trên thị trường liên tục bị rớt giá. Từ cuối tháng 4 đến nay, giá sầu riêng tại vườn ở tỉnh miền Tây tiếp tục giảm thêm 30-40%. Tương đương trên dưới 120.000 đồng 1 kg. Hiện tại chỉ còn khoảng 50.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Chưa chính thức bước vào vụ thu hoạch nhưng đã báo hiệu về một vụ sầu riêng mới không mấy khả quan cho bà con nông dân.